À, thế xin chào bạn Vui. Bạn rất chỉ là tích cực và rất đúng giờ. Hôm nay ở Vui trời có lạnh không? Ở chỗ thầy ở Yên Bái hôm nay lạnh lắm. Thời tiết bây giờ chắc khoảng tầm 18-20 độ. Tất nhiên thầy vẫn mặc quần đùi áo phông. Tất nhiên hơi lạnh một tí. Hôm nay ta sang đây 31. Sang đây 32. Trời lạnh lạnh này trùng chăn mà ngồi cốt thì cực sướng. Rồi ta chờ đợi các bạn và thầy xin chào Gia Huy. Thầy cho mình cùng chờ các bạn vào một đang tắm biển đang tắm biển mà ngồi cốt thì con gì bằng. Ta chờ đợi các bạn vào một chút, sau đó thầy trò mình sẽ tiếp tục với cái chủ đề về bài toán duyệt đồ thị BMS và ứng dụng của nó trong trong việc giải quyết các cái bài toán trên đồ thị. Hôm nay ở trường Vũ Huy với Gia Huy đã kiểm tra giữa kỳ chưa? Kiểm tra giữa kỳ. Mới thạch lý á, trời học hành thế nào, môn lý hay mà. Cô thôi cố gắng. Mới kiểm tra có mỗi môn mà đã hy sinh nhỉ. Thầy cho chờ mình chờ một chút để các bạn vào nhé. Thầy xin chào bạn Ngọc Phát. Chờ một vài phút để mọi người vào đủ, xong thầy cho mình sẽ bắt đầu với cái chủ đề ứng dụng giải thuật BFS, duyệt đồ thị BFS, duyệt đồ thị theo chiều rộng. Nó có tên đầy đủ là duyệt ưu tiên theo chiều rộng. Duyệt đồ thị ưu tiên theo chiều rộng, nhưng mà mình hay gọi nó là duyệt đồ thị theo chiều rộng BFS, sau này gọi tắt nó là BFS. Thầy xin chào Chu Minh. Mình mới để ý Chu Minh vào rồi. Ta chuẩn bị bắt đầu các em nhé. Hôm nay ta sang học buổi thứ 32 về cái chủ đề duyệt đồ thị BFS. Sau khi học giải thuật duyệt đồ thị theo chiều sâu
Rồi giải thuật duyệt đồ thị theo chiều rộng. Các bài toán sử dụng bài toán tìm đường đi ngắn nhất có Fo-Berman, Dijkstra và Floyd. Đấy. Là ta đã học được 5 cái giải thuật duyệt đồ thị cơ bản và đáp ứng được cái kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Tuy nhiên để đáp ứng được cái kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia thì ta lại kỳ thi lập đội tuyển cấp quốc gia từ thầy Trào Trung Minh thì nó lại có thêm các cái giải thuật ở phía sau nữa. Vậy thầy Trào mình sẽ hôm nay chắc là ta phải mất 1-2 buổi training, tức là luyện tập với các cái bài toán giải duyệt đồ thị theo chiều rộng một cách thành thạo nhất. Rồi bây giờ ta biết mọi người tí nữa có vào được không, nhưng mà thầy Trào ta cứ bắt đầu nhé. Rồi, thầy cho mình bắt đầu với nội dung hôm nay. Với cái này, nội dung của ngày hôm nay chúng ta sẽ nhanh chóng giải quyết các bài toán bằng giải thuật duyệt đồ thị theo chiều rộng. Đấy. Để làm các cái bài toán mới. Chờ đây 1 giây nhé. Quyền. Bạn đã trở về 1 giây, có bạn có thể gửi hò này tiến tiến đùi đùi bạn để trôi. Rồi ta bắt đầu nhé. Ta không thể để cái việc khác nó làm ảnh hưởng đến thầy trò ta. Ở cái nội dung buổi học trước, thầy trò mình một lần nữa đã thực hiện cài đặt thành công được cái giải thuật duyệt đồ thị theo chiều rộng. Vậy thì trước tiên trước khi sang nội dung kế tiếp, các bạn hãy comment cho thầy biết, hãy comment số 1 nếu các em đã cài đặt thành công cài đặt được giải thuật BFS. Comment số 0 nếu mà chưa cài đặt được giải thuật BFS nhé. Bạn nào cài đặt được rồi thì comment số 1. Bạn nào chưa cài đặt được giải thuật BFS thì comment cho thầy số 0 để thầy biết.
Hôm trước buồn cười nhất phải tìm mày cái thằng kia nhưng mà không thấy đâu, hóa ra nó ở ngoài này. Mày đoán tìm đường đi ngắn nhất hóa ra như vậy. Ta thấy tất cả các em ở trong lớp tới thời điểm này các em đã cài đặt thành công được cái giải thuật BFS. À đây cái flow hôm trước thầy cho mình đã xong rồi. Cái này nó ở đây, buồn cười nhất hôm trước thầy để hai cái nó ở hai file khác nhau, cuối cùng undo gần chết mới tìm được cái. Các bạn người tìm trả mình rồi trên nền số học quy hành động đường đi ngắn nhất duyệt đồ thị này. Trước khi sang cái nội dung kế tiếp trong bài tập kế tiếp thì thầy sẽ nhắc lại với cái bài toán bài toán tư tưởng của cái giải thuật duyệt đồ thị ưu tiên theo chiều rộng gọi là Breadth First Search, viết tắt là BFS, nó là giải thuật tìm kiếm đồ thị, tìm kiếm một cái đỉnh ở trên bài toán duyệt trên một cái đồ thị, tìm một cái đỉnh. Vậy thì cái trong quá trình duyệt một tìm một cái đỉnh trên đồ thị thì ta thường sử dụng cái giải thuật tìm kiếm theo chiều sâu để khi ta gọi DFS chẳng hạn bằng giải thuật DFS từ đỉnh 1 đến một đỉnh nào đó thì ta có thể tìm được một cái đỉnh theo yêu cầu. Bên cạnh đấy thì giải thuật BFS là một trong những cái giải thuật phổ biến cũng giống như DFS dùng để tìm kiếm trên đồ thị. Vậy thì bài toán đầu tiên của chúng ta đề cập đến đó là giải thuật DFS nó cài đặt như thế nào. Tư tưởng của giải thuật DFS nó sẽ thực hiện cái yêu cầu cứ với mỗi đỉnh nó sẽ duyệt qua tất cả các đỉnh lân cận của nó. Nên ban đầu nó sẽ đẩy cái đỉnh này vào trong queue. Sau đó nó duyệt lần lượt các cái đỉnh kề của nó, cứ với mỗi đỉnh kề ta đẩy nó vào trong queue. Sau đó lần lượt lấy các đỉnh kề ra. Lấy đỉnh kề này ra thì ta lại lấy các đỉnh kề là con của nó lại đẩy tiếp vào ở trong queue phía sau này. Đấy. Sau đó ta bỏ đỉnh kề ra, thằng 5, 6 vào rồi. Đến đỉnh 3, thằng 3 không có con bỏ qua. Đến thằng 4 nó có các con là 7, 8, 9. Đấy, như vậy thằng con 7, 8, 9 lại tiếp tục đẩy vào trong queue. Đấy. Sau đó nó lấy được đỉnh 4 ra rồi. Thì nó sang đến cái đỉnh này. Đỉnh này khi này nó lưu số 5. Như vậy nó lấy thằng 5 ra. Thằng nó tìm thằng con của thằng 5 không có nên nó không put vào. Sau đó như vậy nó lấy được thằng này. Thằng kế tiếp là thằng 6, chính là ô này. Nó lấy thằng 6 ra thì nó lại lấy được tất cả các con của nó vào, như vậy nó lại nối tiếp vào đây. Đấy. Như vậy thì ta nhận thấy ta sử dụng một cái queue để lưu các đỉnh của đồ thị. Ta sử dụng queue để lưu các đỉnh của đồ thị mà đang chờ được xét, và các đỉnh này đó là đỉnh kề của một cái đỉnh cho trước. Và cái thứ tự như trên lần lượt nó sẽ thực hiện, và ta nhận thấy rằng các cái đỉnh mà nằm trên cùng một cấp thì nó sẽ được duyệt cùng nhau. Do đó ta cũng nhận thấy rằng là khi ta duyệt qua tất cả các cái đỉnh xong rồi, duyệt qua tất cả các đỉnh con của một cấp rồi thì đến cấp thứ hai thì nó sẽ là các đỉnh cùng cấp với nó. Tương tự như vậy đến mức độ cấp thứ ba thì rồi như vậy với cái tư tưởng như trên, ta đã biết cách duyệt đồ thị theo chiều rộng, tư tưởng là như thế. Còn cài đặt thì ta sẽ thực hiện khởi tạo một cái queue. Ban đầu thì tất nhiên các đỉnh chưa được thăm. Đấy. Và với bắt đầu từ đỉnh S thì ta sẽ thực hiện cái công việc là đẩy cái đỉnh S và là cái đỉnh xuất phát đấy, start vào trong queue. Sau đó ta lặp lại cái công việc lần cho đến khi cái hàng đợi các đỉnh chứa các đỉnh mà ta duyệt. Tại thời điểm ban đầu thằng queue chứa mỗi đỉnh xuất phát thôi, vậy thì ta lấy cái đỉnh này ra khỏi queue. Sau đó ta duyệt qua tất cả các cái đỉnh kề của cái đỉnh đứng đầu trong queue đó, chính là queue.front ấy, thì ta duyệt qua tất cả các đỉnh kề của nó. Nếu mà tồn tại một đỉnh nào thì put luôn cái đỉnh đó vào trong queue. Đấy. Nếu cần lưu vết thì ta lưu lại, còn nếu không lưu vết thì thôi. Và ta sẽ thực hiện đẩy các cái đỉnh V vào trong hàng đợi. Vậy thì với giải thuật BFS đầu tiên thì các bạn nhận thấy như sau. Ta sẽ thực hiện cái công việc
duyệt qua tất cả. Ban đầu ta phủ cái mảng visit này bởi giá trị full. Ta khai báo một cái queue để chứa các đỉnh, ta đẩy cái đỉnh start vào. Sau đó trong giải thuật BFS, ta đang BFS tại đỉnh S thì ta đẩy nó vào. Đấy. Và ta sẽ thực hiện công việc là đánh dấu đỉnh S đã thăm rồi. Lần chừng nào thằng queue đang còn chưa rỗng thì lấy cái đỉnh đầu tiên ở trong queue ra bằng queue.front. Sau đó ta đưa đỉnh đó ra. Còn nếu mà cần đếm số lượng đỉnh rồi làm các cái kiểm tra xem đỉnh đó đã bằng cái đỉnh finish chưa chẳng hạn thì ta cũng hoàn toàn có thể. Đấy. Rồi ta đưa thằng ta xóa cái đỉnh ở trong cái đỉnh đó ra khỏi queue. Sau đó ta duyệt qua tất cả các cái đỉnh kề với đỉnh U. Đấy. Duyệt qua tất cả các đỉnh V là kề của cả đỉnh U. Thì khi đó nếu đỉnh V mà chưa thăm thì ta sẽ thăm đỉnh V và ta sẽ đẩy đỉnh V vào trong queue. Ta lưu ý rằng cái vector GU này lưu tất cả các đỉnh kề với đỉnh U, nên trong quá trình xây dựng cạnh các em nhớ thực hiện thao tác sort lại cái vector này để đảm bảo khi đưa ra thì nó sẽ theo thứ tự từ điển. Ta sort cái vector GU này nhé. Vì U nằm trong phạm vi từ 1 cho tới N. Ở buổi trước thầy cho mình làm rõ ở vấn đề này rồi. Vậy thì thầy chụp lại cái giải thuật. Còn khi mà mình truy vết mà muốn lưu được cái đỉnh của thằng truy vết đường đi thì các bạn đánh dấu truy vết bằng chay ở đây nhé. Nếu mà ta cần truy vết để tí nữa ta tìm đường đi từ U đến V. Đấy. Các bạn chờ tí. Để chụp lại cái này chứ không nhiều nhóm quá mà. Chụp lại quyền, chụp lại màn hình này. Rồi trên đây là giải thuật BMS cài đặt cơ bản ta làm như vậy. Vậy thì ở buổi trước thì ta đã trở thành đi đóng cái cửa bạn. Ở buổi trước thầy trò mình đã giải quyết được cái bài toán là cho một cái đồ thị gồm có n đỉnh, hãy liệt kê tất cả các đỉnh đến được từ đỉnh S. Ví dụ là như ở trên đề bài, người ta hỏi từ đỉnh 1 thầy có thể đi đến được những đâu. Đấy, ta có bài toán trước đây. Từ đỉnh 1 thì và thứ tự các đỉnh sẽ đi như thế nào. Vậy thì ta nhận thấy kề của thằng 1 thì bao gồm có thằng 5, thằng 2 và thằng 3. Nếu mà theo thứ tự xây dựng cạnh thì ta nhận thấy cạnh 1, 3 được xây dựng trước, do đó thằng 3 nó sẽ được thăm trước. Các bạn nhớ nhé, thằng 1, 2 được xây sau, vậy thằng 2 được xây kế tiếp. Cạnh 1, 5 được xây sau kế cuối cùng thì nó sẽ đi đến cạnh 1, 5. Do đó khi chạy chương trình nó sẽ đưa ra được là 3, 2, 5 là các cái đỉnh đầu tiên được thăm. Sau đó cạnh 5, 1, cạnh 5, 1 thì cạnh 1, 5, 5, 1 là hai cạnh trùng nhau không tính. Cạnh 26 26 26 26 đây 26 là thằng này đây. 26 rồi tương tự như vậy các cạnh khác trên đồ thị. Và cái quá trình giải thuật duyệt đồ thị BFS thì ta nhận thấy rằng là cái đồ thị của mình nó duyệt qua lớp thứ nhất đây, là thằng thứ nhất nó sẽ duyệt qua thằng 3 trước, duyệt qua thằng 2 sau. Duyệt khi duyệt đến thằng 2 thì nó duyệt qua thằng 4 và thằng 6 luôn, bởi vì thằng 4 và thằng 6 là kề. Khi duyệt thằng 4 thằng 6 rồi thì nó duyệt kề của thằng 4 tại thời điểm này thằng 5 thằng 4 thằng 6 chưa được duyệt, nó duyệt thằng 5 trước. Khi duyệt thằng 5 thì nó sẽ đẩy thằng kề thằng 4 vào. Khi đẩy kề thằng 4 vào xong đó nó mới để thằng 4 đã đẩy vào rồi nhỉ.
thằng 4 và thằng 6 đẩy về, khi tới kề 2 nó đẩy rồi, sau đẩy nó thằng 5 nữa là xong. Đấy, như vậy nó sẽ là 3, 2, 5 và cạnh 2, 4 với cạnh 4, 6 thằng nào xây dựng trước nhỉ? Cạnh 2, 4 xây dựng trước, cho nó thằng 4 được duyệt trước, sau cạnh 6 duyệt sau. Từ đó thì ta nhận thấy rằng là nếu mà ta đưa theo thứ tự như thế thì các đỉnh của mình nó sẽ không theo thứ tự từ điển. Vậy thì cứ với mỗi lớp như thế này, thầy sẽ sort các cái đỉnh này là nó sẽ thành là 2, 3, 5. Như vậy nó sẽ là từ đỉnh 1 xuất phát là đỉnh 2, 3, 5. Đỉnh 4, 6 có thể đỉnh 6 được gọi trước, nhưng mà đỉnh 4 nó thứ tự với yêu cầu của bài toán đưa ra cạnh 4, 6. Vậy thì thầy phải sort cái vector này lại. Từ đấy thì ở buổi trước thầy cho mình đã làm rõ được chỗ này, hôm nay thầy nhắc lại để mọi người còn nhớ. Vậy thì bài toán của ta, ta sẽ bước 1 xác định bài toán, ta nhập n đỉnh, m cạnh và đỉnh xuất phát và với cái các cạnh của trên đồ thị, tức là ta xây dựng đồ thị. Bước thứ hai, output của bài toán đó là đưa ra các cái đỉnh cần tìm. Bước 1 ta nhập dữ liệu, bước thứ hai ta sắp xếp các đỉnh kề của đỉnh thành một dãy tăng. Lưu ý với một số các bài toán khi liên quan tới truy vết cũng giống như cái quá trình mình duyệt, nếu thứ tự các đỉnh đưa ra mà đảm bảo theo chiều tăng kịch như thế này thì ta nên sắp xếp lại các cái đỉnh kề. Thông thường với những bài toán đồ thị bình thường trong các kỳ thi mà các em có thể tham gia dự thi ấy, thì các cái đỉnh này, các cạnh này đã được sắp xếp rồi, do đó cái thao tác ở bước 2 có thể không cần dùng đến. Nhưng với một cái đồ thị bất kỳ thì ta cần phải sắp xếp nó lại các đỉnh kề, nếu không chạy ra thứ tự nghiệm nó khác nhau. Ta khai báo một cái vector g để lưu các cái đỉnh kề của cái đỉnh thứ y, mảng visit để đánh dấu ra đỉnh đấy đã thăm chưa. Bắt giải thuật BFS cơ bản như khi nãy ta đã lắc cái gì bọn trở thành một tí. Giải thuật BFS khi nãy ta nói, ban đầu ta phủ cái mảng này bởi giá trị phô thể hiện các đỉnh này chưa thăm. Ta sử dụng một cái queue để lưu các đỉnh nằm trong danh sách chờ, đẩy đỉnh start vào trong queue, đánh dấu rằng đỉnh này đã thăm rồi. Chừng nào queue đang còn khắc rỗng thì thực hiện lấy đỉnh trong queue ra và đưa nó ra. Với các bài toán khác, nếu ta nhận thấy rằng khi ta đi đến một cái đỉnh nào đó, nếu cái đỉnh này mà có trọng số chẳng hạn, ví dụ như vé tiền để mua vào cái trạm tham quan thứ U có giá vé là CI chẳng hạn, thì các bạn nhớ cộng trọng số đó vào trong tổng số tiền phải tiêu nhé. Đấy. À, sẽ phải chi. Đấy. Thì mình sẽ nên cái dòng CU đây thể hiện rằng mình đang truy cập đến đỉnh thứ U trên đồ thị. Nếu các đỉnh này có trọng số thì ta có thể cộng trọng số vào cái biến kết quả để cập nhật. Tí nữa ta sẽ dùng đến nó. Khi đó ta lấy cái đỉnh này, bỏ cái đỉnh này ra khỏi queue và ta duyệt qua tất cả các đỉnh kề của nó. Để for thì trên một vector thì ta nên sử dụng for auto cho nó đơn giản. Được, cứ với mỗi đỉnh mà nếu đỉnh đấy chưa thăm thì ta sẽ thăm đỉnh đấy và đánh dấu đỉnh đấy thăm rồi và đẩy đỉnh đó vào trong queue. Quá trình như thế này thì được gọi là lấy tất cả các đỉnh kề của cái đỉnh U để đẩy vào trong queue. Thực hiện công việc trên xong thì ta sẽ đã cài đặt xong giải thuật BFS. Và kế tiếp thì ở chương trình chính khi xây dựng đồ thị thì ta nhập n đỉnh, m cạnh và đỉnh start. Và với mỗi cạnh xây dựng thì ta bảo là kề của U là V và kề của V là U. Đấy, ta sử dụng lưu danh sách các cái đỉnh kề của một đỉnh nào đó. Trên đồ thị hôm trước thầy sử dụng một cái hình vẽ là hình vẽ có mũi tên, hôm nay thầy đã sửa lại thành cái hình vẽ không quy định, đây là đồ thị vô hướng không trọng số. Các bài tập đồ thị vô hướng có trọng số thì các bạn lưu trọng số vào thằng CUV nữa nhé. Rồi kế tiếp, hoặc là đến đỉnh thứ U trọng số của nó là gì đấy, vân vân. Bây giờ ta thực hiện sắp xếp các cái đỉnh, bởi vì các cái đỉnh kề với mỗi danh sách, cứ với mỗi chỉ số y nó có một cái danh sách kèm dài, với chỉ số y nó có một danh sách kèm dài, thì đến vị trí thứ y thì sort cái vector đó lại. Để sort một cái vector thì ta sẽ sort từ đầu cho tới cuối vector thì nó sẽ tạo thành một dãy không dài, hay còn gọi là dãy tăng dần. Đấy, đó là cái bài này thứ nhất mà ta đã liên quan tới việc xây dựng đồ thị. Và cái ta sẽ gọi giải thuật BFS từ đỉnh S để đưa ra được thứ tự các đỉnh duyệt trên đồ thị. Trong quá trình duyệt như vậy, nếu với các bài toán mở rộng
Có kiểm tra cái gì thì ta sẽ kiểm tra trong cái chỗ này. Tức là trong lúc mình lấy một đỉnh ra khỏi view, mình có kiểm tra gì thì sẽ kiểm tra ở thời điểm đấy nhé. Rồi bây giờ ta sẽ sang cái bài tập áp dụng, là bài tập đếm số lượng vùng liên thông bằng giải thuật BFS. Ta nhận thấy rằng là trong cái quá trình mình BFS trên đồ thị ấy, thì ta chỉ thăm được các cái đỉnh mà có nằm trong cùng việc vùng liên thông với nó. Nên khi thầy gọi BFS1 thì nó liệt kê được tất cả các đỉnh nằm trong vùng liên thông của nó. Nhưng bây giờ thầy gọi BFS7 chẳng hạn, thì đỉnh 7 này nó không liên thông với các đỉnh xung quanh, vậy thì nó đưa được mỗi đỉnh 7 ra thôi. Nếu thầy bề gọi BFS8 thì nó chỉ đưa đỉnh 8 ra thôi. Từ đó thì ta nhận thấy là ta sẽ thực hiện là tìm số vùng liên thông có thể sử dụng đếm số lượng vùng liên thông bằng giải thuật BFS được nhé. Và cái bài toán này hôm trước thầy cho mình đã giới thiệu. Ở đây các bạn trên này thì cho nhỏ cái cửa sổ lại để chụp lại cái đề để mọi người nhìn rõ hơn. Ở Yên Bái hôm nay có đang thi dự kỳ nên các bạn học cũng sẽ rất hết hơi. Rồi tới đây thì ta đã thực hiện xong chụp được cái đề gửi tới các em. Đề bài người ta yêu cầu là đếm số lượng vùng liên thông. Định nghĩa vùng liên thông trên đồ thị đó là tập hợp các cái đỉnh mà ở đó có đường đi trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau. Cho một cái đồ thị vô hướng không trọng số và có n đỉnh m gạch, người ta yêu cầu hãy đếm số lượng vùng liên thông trong cái đồ thị này. Đấy, bài tên nó là BFS vùng liên thông. Vậy thì thầy thử tìm xem bài này có những bạn nào làm rồi nhé. Chưa bạn nào làm à? Rồi, vậy thế bây giờ mọi người sẽ làm cái bài toán này luôn nhé. Các em chuẩn bị chia sẻ màn hình bài làm của mình nhé. Bài BFS vùng liên thông. Vậy thì ta nhận thấy rằng giải thuật BFS sẽ được gọi nhiều lần. Lần thứ nhất, ví dụ như thầy gọi BFS trên đồ thị này, thầy BFS theo thứ tự từ điển, thầy sẽ BFS thằng 1. Đấy. Đầu tiên thầy sẽ BFS thằng 1. Khi thầy BFS thằng 1 thì nó duyệt qua tất cả các đỉnh kề của thằng 1 thì nó có đỉnh 2, nó pop thằng 2 vào, nó pop thằng 1 ra. Khi đến đỉnh 2 nó duyệt qua tất cả các đỉnh kề của thằng 2 thì nó có thằng 5 và thằng 6. Đấy. Và thế nó put thằng 5, put thằng 6 vào. Đấy. Sau khi put thằng 5, put thằng 6 vào rồi thì nó BFS sang thằng 5. Thằng 5 không có thằng nào nữa bỏ qua. Đến thằng 6 có thằng 10, nó put thằng 6 vào, thằng 10 vào queue. Đấy. Sau đó nó lấy bỏ thằng 6 ra, đến thằng 10 nó BFS đến thằng 10, nó bỏ ra. Vậy thì sau khi thực hiện BFS như trên xong thì ta đã thu được một vòng vùng liên thông. Như vậy thì ta nhận thấy rằng giải thuật BFS sau khi chạy xong một lượt, nó bắt đầu chạy xong, nó không còn thao tác nào nữa, là ta đã thu được một vùng liên thông rồi. Đấy. Sau đó ta nhảy sang giải thuật BFS thằng kế tiếp. Thằng kế tiếp ta có B1, 2, 3, 5, 4, rồi bên nó sẽ BFS sang thằng 3. Khi nó BFS sang thằng 3, nó đẩy vùng thằng kề của thằng 3 vào trong queue. Đấy, sau đó pop thằng 3 ra ngoài, nó đẩy thằng 4 vào. Khi đẩy thằng 4 vào queue, nó sẽ thực hiện cái công việc là khi đẩy thằng 4 vào queue thì nó sẽ thực hiện công việc là lấy thằng 4 ra khỏi queue và nó sẽ không thằng queue đây là hết rồi. Bởi vì ta sang thằng 3, 4, 5, 6 đến thằng 7. Như vậy nó hết vùng liên thông này, ta tăng biến đếm lên một đơn vị. Khi tăng lên bằng 7, ta BFS đến thằng này. Đấy. Khi BFS đến thằng này thì thằng 7 kề nó không có ai, nó tăng số vùng liên thông 1. Đến thằng 8 nó tăng lên vùng liên thông 1. Đến thằng 9 nó chưa tăng đâu, đến thằng 9 nó đẩy thằng 9 vào queue bởi vì thời điểm này queue đang rỗng mà. Đến thằng 9 nó đẩy các thằng kề của thằng queue vào, có thằng 11. Thì thằng nào thứ tự từ điển bé hơn nó đẩy vào trước, sau đó đẩy thằng 12 vào. Sau
sau đó nó nhảy lên thằng 11, nó BFS thằng 11, thì qua thằng 11 kề nó chưa có thằng nào thăm, tất cả các đỉnh của kề 11 đã thăm rồi, có mỗi thằng 9 lên. Vậy thì tới 11 nó dừng, nó pop thằng 11 ra, trong view còn mỗi thằng 12. Nó lấy thằng 12 ra nó để nó BFS thì lại không còn thằng nào nữa, nó xong. Vậy chạy ra khỏi vòng này thì vậy thì ta thu được một vùng liên thông nữa. Vậy thì với đồ thị bên trên sau khi chạy ta sẽ thu được là 5 vùng liên thông. Đấy. Vậy với cái tư tưởng như trên thì ta nhận thấy ta sẽ thực hiện gọi giải thuật BFS là tất cả là n lần. Đấy. Vậy thì tới đây thì thầy trò mình sẽ thực hiện là giữ đúng như ý tưởng của bài toán. Thì bên kia các bạn cài đặt chương trình luôn nhé, test đã có rồi nhé. Bây giờ ta sẽ thực hiện giống như yêu cầu của đề bài. Bước 1, ta có một đồ thị gồm có n đỉnh, m cạnh và có các cái cạnh UV, có đường đi nối hai chiều nối giữa được U và V. Đây là đồ thị vô hướng. Vậy thì ta cũng sẽ bước 1 nhập dữ liệu, bước 2 ta sắp xếp các đỉnh kề. Vậy thì trước khi thực hiện BFS thì thầy sẽ cần phải khởi tạo các đỉnh chưa thăm. Đấy. Chưa được thăm hay còn gọi là chưa được duyệt đến. Vậy thì việc khởi tạo này nó là cái gì? Đó chính là cái thủ tục phi tra của mình hay sử dụng, hay là ta sử dụng câu lệnh mem set ấy trong thằng Q này. Các bạn gắp nó ra ngoài nhé. Ta gắp nó ra ngoài nhé. Chứ mỗi lần ta BFS ta lại phi tra lại một lần thì nó lại hơi với có một chút. Đến với mỗi đỉnh ta sẽ BFS đến đỉnh đấy. Đến mỗi đỉnh ta sẽ BFS đến đỉnh đấy. Vậy thì ta sẽ BFS bao nhiêu lần? Thì ta nhận thấy với đỉnh 1 nó sẽ BFS vòng quanh 1, nó chạy hết vùng liên thông của 1. Sau đó sang 2, nếu 2 chưa được thăm, BFS chưa trong vùng của 2. Vậy thì ở bước 4, ở bước này ta cũng có thể thực hiện duyệt qua tất cả các đỉnh Y nằm trong phạm vi vi từ 1 cho tới đỉnh N. Nếu đỉnh đấy chưa thăm, nếu đỉnh Y chưa thăm thì ta sẽ thực hiện công việc là BFS đến đỉnh Y. Đến đỉnh Y. Và khi BFS đến đỉnh Y xong, ta sẽ thực hiện công việc là, bởi vì khi ta BFS đến đỉnh Y xong như trên hình khi nãy các em nhìn thấy, sau khi BFS xong vùng thứ nhất xong. Đấy, BFS xong vùng thứ nhất xong. Thì nó chạy ra ngoài khỏi vùng này. Như vậy ta thu được số lượng vùng liên thông tăng lên một đơn vị. Đấy, như vậy số lượng vùng liên thông ở đây thầy cũng khởi tạo luôn. Đấy. Thì số lượng vùng liên thông của ta sẽ tăng lên một đơn vị ở đây. Server đã có test nhé, các em cài đặt và trong hôm nay thầy muốn nhận được và thu được bài làm của các em luôn. Đấy. Sau đó ta sang bước cuối là ta đưa kết quả ra. Sau khóa học lập trình nâng cao này, thầy sẽ gửi lại cái tập tài liệu giảng dạy này tới các em ở trong nhóm Zalo. Nên các em sẽ có lưu cái tài liệu lại để sau cái lớp lập trình nâng cao này, thì các em có được cái nguồn tài liệu tốt để lúc các em ôn tập. Bởi vì ta thi đến tận mùa thi năm tới mà, nên học lâu thì nó cũng quên. Khi nào cần tra cứu mở lại để xem. Cái lớp nâng cao của mình sẽ cố gắng học thêm một số buổi nữa. Để bởi vì theo chương trình đào tạo của mình học có 20 buổi thôi, nhưng mà bây giờ mình sẽ học tới 32 buổi rồi mà vẫn còn nhiều nội dung thầy trò mình thấy nó rất hay. Nên tóm lại thầy trò mình cứ học đến khi nào mà hết kiến thức thì ta sẽ dừng, sau đó ta sẽ chuyển sang cái chương trình học nâng cao đợt đợt khác. Còn đợt này thì thầy đang sẽ cố gắng hướng dẫn các em nhiều nhất có thể. Nên trong các cái chương trình, các cái lớp học, các khóa học thầy dạy online hỗ trợ các em, thì cái khung chương trình nó chỉ có 20 buổi, nhưng mà thực tế thì ta học thoải mái đi, cố gắng á.
Rồi bây giờ các bạn hãy cài đặt chương trình nhé. Bây giờ thì ta cho tạm dừng khoảng tầm 5 phút để các em có thể cài đặt chương trình bài toán này. Các bạn code chương trình luôn nhé. Thầy đang chờ bài nổ của các em. Rồi, ta sẽ tiếp tục các em nhé. Sau khi nghỉ giải lao 3 giây, thầy đã trả lời 1.001 tin nhắn. Rồi, bây giờ thầy cho mình bắt đầu code luôn để cho trong lúc thầy chờ đợi. Có bạn nào đã nộp bài chưa nhỉ? Để thầy thấy hệ thống chạy lắc lắc này, thấy Trung Minh đang nộp bài này. Theo thấy hôm nay có nhiều bạn rất tích cực nộp bài. Tuy nhiên cái server của thầy nó hơi ngáo tí. Rồi, ta sẽ tiếp tục với cái bài toán là BVS thầy thầy tìm ngay cái code VFS ở đâu đây. Làm cho nhanh.
Bài này tên nó là gì nhỉ? Bài này là BMS cùng liên thông. BMS cùng liên thông. BFS cùng liên thông. Rồi, N đỉnh mở cạnh, không có đỉnh S xuất phát. À, bắt đầu ta quay trở lại nhé. Ta bỏ qua đỉnh S đi. À, đề bài gồm cho N đỉnh mở cạnh, ta xây dựng tất cả các cạnh của đồ thị. À, đề bài người ta yêu cầu đếm số lượng vùng liên thông trên đồ thị. Vậy thì cái thủ tục visit này ta cắt ra ngoài. Sau khi xây dựng xong đồ thị, xây dựng xong vector thì sort xong vector, ta đánh dấu các đỉnh chưa thăm. Bây giờ ta sẽ thực hiện cái biến rect để khởi tạo bằng không, lưu số lượng vùng liên thông để duyệt qua tất cả các đỉnh từ đỉnh 1 cho tới đỉnh n. Cứ với mỗi đỉnh thầy kiểm tra xem cái đỉnh đó đã thăm chưa. Cái mảng của ta bây giờ kiểm tra đã thăm chưa, ta sử dụng mảng visit. Nếu đỉnh này chưa thăm, tức là visit của nó đã bằng bằng full, thì ta sẽ thăm đỉnh đấy. Thầy nhớ chữ phải format luôn cho đây. Nếu đỉnh này chưa thăm thì ta sẽ thăm đỉnh đấy. Thăm đỉnh này thì tức là ta sẽ thực hiện bê vét đến đó. Khi ta bê vét thì ta sẽ thực hiện đánh dấu nó đã thăm rồi. Đấy. Vậy thì ta sẽ thực hiện cái công việc là bê vét cái đỉnh đến đỉnh cái thứ y này. Sau khi bê vét xong, như khi nãy được giải thích, các em đã nhận thấy khi thầy gọi bê vét y bằng 1, nó sẽ bê vét đỉnh 1. Và khi nó bê vét đỉnh 1 thì các bạn nhận thấy như thế này. Đấy, cái đồ thị này, khi bê vét đỉnh 1 nó sẽ đánh dấu đỉnh 1 đã thăm, nó duyệt sang đỉnh 2. Nó dịch kề của hai là 5 với 6. Lấy 5 ra không có, lấy 6 ra xong. Nó đẩy thằng 10 là kề của thằng 6 vào. Nó lấy thằng 10 ra, hết kề của thằng 10. Nó chạy xong vùng liên thông thứ nhất. Đấy. Khi chạy xong vùng liên thông thứ nhất thì cái biến z của mình tăng lên một đơn vị. Đấy, các bạn để ý chỗ này nhá. Đấy, thì biến z của ta tăng lên một đơn vị. Sau đó y tăng lên bằng 2. Và khi y tăng lên bằng 2, nó thấy rằng đỉnh 2 thăm rồi bỏ qua. Y tăng lên bằng 3. Khi y tăng lên bằng 3 thì nó BFS đến đỉnh 3, nó đẩy đỉnh 3 vào trong queue. Đấy. Sau đó nó duyệt các đỉnh lân cận kề của thằng 3, có thằng 4, đẩy nốt thằng 4 vào queue. Nó quăng thằng 3 ra ngoài. Đến thằng 4 chưa tha đến thằng 4 thì nó lại thực hiện lấy thằng 4 ra khỏi queue. Đấy, nó lại tăng lên. Tương tự như vậy, nó chạy đi chạy lại chạy đi. Rồi thực hiện công việc trên xong thì ta thu được là Z là kết quả là số lượng vùng liên thông. Vậy thì ta tăng Z lên. Sau khi tăng Z lên thì ta sẽ đưa thằng Z ra. Z là kết quả của bài toán nên ta nên khai báo là biến toàn cục. Biến toàn cục mình khai báo ở đây. Các em có thể vừa khai báo vừa khởi tạo. Như vậy thì giải thuật BMS của mình bây giờ không còn cái thủ tục khởi tạo mảng visit bằng full nữa, mà ta gắp nó ra ngoài so với cái code hôm trước của ta. Nhớ nhé, cái mảng phủ mảng đấy. Bởi vì nếu mà ta đặt ở đây thì trong quá trình BMS ấy, thì ta thấy rằng cứ mỗi phát thì nó lại mem set lại, mỗi phát thì nó lại phiên tra lại, nó làm cho cái mảng này nó luôn 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 bằng chu và nó sẽ bị lặp vô hạn. Đấy. Vậy thì ta nhận thấy ta chỉ khởi tạo đánh dấu các đỉnh lần đầu, sau đó ta sẽ BMS lần lượt các đỉnh ấy. Sau khi thu được, ta thu được red là số lượng vùng liên thông trên đồ thị. Rồi bây giờ thầy khi làm bài tập về đồ thị lưu ý cũng giống như bài tập mảng một chiều, mảng hai chiều, các em cần làm việc với tệp ngay từ lần chạy đầu tiên, nghiêm cấm trẻ em, nghiêm cấm các em và nghiêm cấm mọi người nhập bằng tay, chạy bằng cơm cực kỳ nguy hiểm, bởi vì thời gian mình chạy bằng cơm thằng bạn nó chạy xong lâu rồi. Đây gồm có 12 đỉnh và 7 cạnh. Rồi chạy ra số vùng liên thông thu được mấy? Nó báo rằng BFS đến đỉnh Y. Để thầy xem cửa sổ báo lỗi này nó báo cái gì?
nó báo trên giải thuật BFS không tồn tại. À, khi nay thầy đặt BFS là chữ hoa. Đấy, nó lại phân biệt chữ thường với chữ chữ hoa. Nó chỉ là ngầu. Ta nút lưu tất cả trước khi chạy chương trình, tránh trường hợp chương trình nó bị crash, nó bay ra ngoài mất luôn cốt. Các em nhé. Nhiều cao thủ đi thi mất cốt rất buồn đời. Rồi ta nhấn chuột phải, chọn add file. À, trong giải thuật BFS tại thời điểm này nó đang còn đưa ra các đỉnh. Vậy thì ta bỏ cái thủ tục đưa các đỉnh đi. Đấy, thủ tục đưa các đỉnh của mình sao thằng U đây, ấn nó đi. Đấy, ta không dùng đến nó nữa. Ta chạy thử xem sao. Nhạc thế. Đấy, ta thu được 5 đỉnh. Vậy thì trên cái đồ thị này ta thử lấy đồ thị cạnh khác xem sao. Bây giờ thầy thêm một cạnh nữa, thầy nối đỉnh 10 với đỉnh 11. Thì khi đó cái này nó sẽ bê bét như thế này. À, bây giờ thầy sẽ thực hiện nối cái đỉnh này với đỉnh này, tí nữa thầy thêm một cạnh 10, 11. Cách để sinh test cho đồ thị, các em có nên lưu ý, nên tận dụng các cạnh có sẵn của đồ thị. Nếu có thì chỉ thêm các cạnh hoặc thêm đỉnh hoặc là bớt cạnh. Chứ ta không xóa toàn bộ cái test này đi nhé. Việc xóa toàn bộ cái test này đi dẫn đến các em phải vẽ lại trên giấy, nó mất rất nhiều thời gian. Ta nên thêm đỉnh vào, ví dụ như là thêm cạnh vào hoặc thêm đỉnh vào. Đấy. Ví dụ như ở trên thầy nối cạnh 10 với cạnh 11 thì giải thuật BFS nó sẽ BFS như sau. Nó BFS thằng 1, đến kề của 1 có thằng 2, kề thằng 2 nó nhảy sang thằng 5 trước, nó sau đó nhảy sang thằng 6, nó duyệt đến thằng 5 bỏ qua, nó lấy thằng 5 ra khỏi queue, và đến thằng 6 nó lấy 6 ra khỏi queue. Nó đẩy thằng 10 vào. Đẩy thằng 10 vào queue thì nó lấy thằng 10 ra, nó pop thằng kề của thằng 10, thằng 11. Tới thằng 11 thì kề của thằng 11 nó lấy thằng 11 ra vào queue, nó đẩy thằng 9 vào. Tới thằng 9 nó đẩy lấy thằng 9 ra, nó đẩy kề của thằng 9, thằng 12 vào. Tới thằng 12 nó lấy tất cả các thằng kề, không còn thằng nào nữa. Vậy khi BFS với y bằng 1 nó đã chạy hết vùng liên thông của các đỉnh này. Sau đó y tăng lên bằng 2 thì nó 2 thăm rồi bỏ qua. Y tăng lên bằng 3, nó BOS đến đỉnh 3. Nó đẩy kề của 3 là 4 vào, nó lấy pop thằng 3 ra. Đến thằng 4, nó lại thực hiện tiếp BOS thằng 4, hết thằng lân cận. Bỏ qua, nó ra khỏi vùng liên thông này, ta thu được 2 vùng liên thông. Sau đó, Y tăng lên bằng 5, thằng 5 thăm rồi, bỏ qua. Y tăng lên bằng 6, 6 thăm rồi, ở đây rồi. Y tăng lên bằng 7, nó nhảy sang BOS thằng 7, vì thằng 7 chưa thăm. Thăm thằng 7 xong, nó duyệt kề thằng 7, không còn thằng nào. Nó tăng lên thằng 8, tăng đếm lên bằng 3 vì ta thu được 3 vùng liên thông. Tăng lên khi nhảy sang thằng 8, thấy thằng 8 chưa thăm, ta đánh dấu thằng 8, thăm và post gọi thằng 8 ra, đẩy kề thằng 8 không còn thằng nào nữa. Ta nhảy ra ngoài queue rỗng, vậy thì ta thu được một vùng liên thông nữa. Chạy xong này thì ta có 1 2 3 4, ta thu được 4 vùng liên thông nếu nối cạnh 10 11. Đấy, mình chạy thử trên giấy như thế. Sau đó mình mới mở code ra. Đấy, ta thầy thêm một cạnh nữa là 8 cạnh. Thầy nối cạnh với 10 với cạnh 11. Và thầy chạy thử xem sao. Đấy, thì thầy thấy ra, à đúng là nó ra 4 cạnh thật. Đấy. Chưa đấy. Ra đi học về. Bài 90 thì mời đi. Bài cộng trừ là 9. Cộng trừ là 9. Còn mấy cái bài chút về đơn vị bài tập bài chút về đơn vị tầm đưa mấy cái bài chút về đơn vị hai dạng đi. Xem cái rằng mất rằng gì chơi đấy, cái đó do lúc này thế được rồi đấy. Đấy mà cái đó có cậy ra cái là ra luôn mà, đúng không? Được cậy mạnh này. Con gái thầy nó sắp thay răng, thầy định nhổ răng cho bé rồi. Các bạn nào làm xong bài này rồi thì các em hãy comment cho thầy số 1 cho thầy biết nào. Ôi, thầy để thầy nhìn lên luôn trên 9 chấm. Bài này là BFS vùng liên thông, đây là bài mới hoàn toàn. A, B, C, B.
BFS, BCD. Đây, ở đâu nhỉ? BR, BFS vùng liên thông. Hiện tại mới có mỗi Trung Minh nộp bài BFS vùng liên thông. Xin mời các bạn nào còn khác nào? Gia Huy, Vui, Ngọc Phát, mạnh dạn lên nào. Em cài đặt luôn bài này nhé. Từ từ là từ từ thế nào? Quánh nhanh thắng nhanh lên Vũ Huy. Không từ được. Để. Như vậy so với cái giải thuật BMS khi nãy thì thầy trò mình chỉ sửa lại một chút. Đó là ta gấp cái thằng phụ mảng. Đấy. Ta gấp cái thằng phụ mảng ra ngoài. Sau khi xây dựng đồ thị xong, quên thầy bỏ cái thằng này đi cho nó rộng, cho mọi người có thể nhìn được cách rõ hơn. Thì ta thu được một đồ thị và cái quá trình mình duyệt BOS ở đây ta sẽ duyệt tất cả là n lần. Và sau khi duyệt xong ta thu được số lượng vùng liên thông trên đồ thị đấy. Vậy thì ta nhận thấy rằng ô hóa ra thằng BOS và thằng DOS ta hoàn toàn có thể sử dụng tương tự như nhau cho các cái bài toán này. Đấy. Từ đó ta sẽ thực hiện luôn cái yêu cầu của bài toán là đếm được số lượng vùng liên thông. Đó là bài BFS đếm vùng liên thông. Rồi ta sang bài thứ hai. Sau khi code xong bài thứ nhất thì bài thứ hai là liệt kê các vùng liên thông bằng giải thuật BFS. Và từ bài này. Bài này chúng ta đã làm trên giải thuật DFS rồi. Duyệt theo chiều sâu rồi. Và bây giờ ta duyệt theo chiều rộng BFS. Vậy thì bây giờ bài này mới là bài hai. Cái mà khi nãy thầy nhớ bị đưa ra ấy. Ta cải tiến bài này, Trung Minh có thể cải tiến luôn từ code của bài cũ để giải quyết bài toán mới này nhé. Rồi xin mời Phát, Vũ Huy và Gia Huy tích cực code bài trước. Và ở cái bài này thì các bạn nhận thấy tư tưởng của chúng ta rất rõ ràng, đúng không? Bước 1 đọc dữ liệu xây dựng đồ thị. Bài này nó không có định S nhé. Đấy. Bước thứ hai sắp xếp lại các cạnh. Bước thứ ba đánh dấu các đỉnh chưa thăm. Bước thứ tư duyệt qua tất cả các vùng liên thông. Nếu đỉnh đó chưa thăm thì thăm đỉnh ấy. Sau khi thăm xong rồi thì chứng tỏ vùng liên thông đó đã được thăm. Thì ta sẽ tăng số lượng vùng liên thông lên. Vậy thì ở cái bài toán mới của chúng ta là bài toán là liệt kê các vùng liên thông. Vậy thì mỗi lần mình BFS thằng thứ y thì mình sẽ đã đi sâu vào một đỉnh rồi. Thì khi ta đi sâu vào một đỉnh trên đồ thị này thì các em sẽ thực hiện công việc là đánh dấu rằng đỉnh đấy. Đấy, ví như khi đến đỉnh này thì đánh dấu thằng này, đánh dấu thằng này, đánh dấu thằng này. Đấy. Và đến đánh dấu thằng nào thì mình đưa thằng đó ra, tức là chính là mình sử dụng câu lệnh CAU đưa cái đỉnh U ra. Và khi làm như thế thì ta nhận thấy như sau. Các đỉnh được duyệt nó sẽ được đưa ra. Và cái thứ hai nữa là sau khi đưa hết một vùng liên thông xong ta phải xuống dòng để đưa ra vùng liên thông kế tiếp. Vì danh sách các cạnh có thể được sắp xếp rồi nên các vùng liên thông của mình có thể theo thứ tự tăng. Nhưng nếu nó chưa sắp xếp thì ta vẫn phải sắp xếp lại. Rồi bây giờ các em nộp bài luôn, sau đó thầy trò mình sẽ bắt đầu cài đặt BFS vùng liên thông hiện tại mới có ở Trung Minh thôi. Ta đang ôn lại cái chủ đề ứng dụng giải thuật duyệt đồ thị theo chiều rộng để giải quyết các cái bài toán trên đồ thị cơ bản. Sau cái chuỗi bài này thì các em có cảm nhận rằng khi mình sử dụng duyệt đồ thị thì mình giải duyệt đồ thị theo chiều rộng hay duyệt đồ thị theo chiều sâu
cũng được. Đấy. Và mình bản chất của cái giải thuật duyệt trên đồ thị là giải thuật tìm kiếm trên đồ thị. Trong quá trình duyệt đấy, mình có thể đi đến một cái đỉnh nào đó mình mong muốn thì mình dừng lại. Rồi bây giờ ta có khoảng là chờ 5 phút để các bạn cài đặt chương trình nhé. Ta chờ 1-2 phút để các bạn cài đặt xong cái giải thuật này. Cố gắng cài đặt xong luôn để cho mình có cái để dùng. Rồi ta xem bài thứ hai. Đứa nào vừa Giang Huy kiểm tra lại tên file nhé. Nó bị sai sai tên file. Báo không nhìn thấy file kết quả. Thế à? Ừ. Vũ Huy cũng nhanh lên nhé. Giang Huy đã nộp bài rồi đấy.
Gabi vẫn thấy không không thấy file kết quả thế nhỉ? Vũ Huy đang gặp khó khăn ở đâu? Mới có điểm xong mới sốc quá. Thôi tập trung cốt đi, giờ làm việc đấy, giờ này có điểm công dân gì nữa hả trời? Rồi ta tiếp tục nhé. Rồi thì bây giờ ta sẽ xử lý tiếp cái bài toán này. Gia Huy được đấy, quá chỉ là ngầu, chắc là cái chỗ free open đúng không? Những cái thao tác đấy một thời gian là mình sẽ tự nhiên nó mất đi ngay mà, không bao giờ sợ bị lặp lại. DFS NVLT DFS NVL NV số lượng vùng liên thông à. Rồi DFS thêm chữ N nữa. Nên nó là D nhé, đặt tên nó là DFS bài mới. Vui nhanh lên nha, để sau đó thầy cho bài kế tiếp là DFSNV vùng liên thông. Đề bài người ta yêu cầu là cho M một đồ thị bao gồm có N đỉnh, M cạnh với là đồ thị vô hướng. Bây giờ người ta yêu cầu là hỏi là hãy liệt kê các đỉnh của các vùng liên thông ra. Đấy, liệt kê các đỉnh của các vùng liên thông. Và bây giờ tên nó là DFS nhưng ta vẫn sử dụng giải thuật BFS để làm, là ta hoàn toàn có thể làm được. Ta sẽ thực hiện cái công việc như lần trước ta đã đề cập đến. Ta lần lượt duyệt qua tất cả các cái cạnh. Cứ với mỗi cạnh thì ta sẽ xây dựng đỉnh danh sách các cái đỉnh kề của cái đỉnh khi đó ta sẽ sắp xếp các cái đỉnh kề này vào để cái quá trình BFS ta đưa ra được cái danh sách các cái đỉnh kề theo đúng thứ tự từ điển. Ban đầu tất cả các đỉnh đều chưa thăm. Bài này không cần đến vùng liên thông, ta bỏ đi. Ta duyệt qua tất cả các đỉnh ở mỗi vùng liên thông. Đến đỉnh nào nếu đỉnh đó chưa thăm thì ta BFS đến đỉnh đấy. Ta BFS đến đỉnh đấy. Khi ta BFS đến đỉnh đấy thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Trên ví dụ như trên đồ thị này. Khi thầy BFS đến một đỉnh thì ban đầu y bằng 1, thầy BFS đỉnh 1, thầy CL số 1 ra, vậy thầy được thằng 1 rồi. Và sau đó thầy đẩy đỉnh kề của thằng 1 đó chính là đỉnh 2. Vậy thì đỉnh 2 đẩy được vào queue, pop thằng 1 ra. Vậy đỉnh 2 bây giờ đang là front của thằng queue, ta lấy đỉnh 2 ra. Đấy, lấy đỉnh 2 thì thầy CL đỉnh 2 ra. Sau đó thầy pop các đỉnh kề của đỉnh 2 bao gồm đỉnh 5 và đỉnh 6. Sau đó thầy pop thằng 2 ra thì có thầy BFS đến thằng 5. À quên, thầy lấy cái đỉnh ở trong queue ra thằng 5 ra. Lấy thằng 5 ra thầy CL nó ra. Put tất cả các đỉnh kề của thằng 5 vào, không còn thằng nào nữa. Có mỗi thằng 2 thì nó bị đánh dấu rồi. Nhảy sang thằng 6, nó đẩy kề của thằng 6 vào là thằng 10. Nó pop thằng 6 ra, vậy ta thu được đỉnh 6. Đến thằng 6 thì nó đẩy kề của thằng 6 là thằng 10. Nó đẩy thằng 10 vào. Nó duyệt qua kề của thằng 10, không có thằng kề của thằng 10 nào, nó pop thằng 10 ra, vậy ta thu được 1 2 6 10. Sau đó ta xuống dòng. Y bằng 2, y bằng 2 đỉnh 2 thăm rồi bỏ qua, y bằng 3 nó thăm thằng 3. Thăm thằng 3 đẩy 3 vào queue. Pop thằng 3 ra, ta thu được thằng 3.
thu được thằng 4 thì các em nhận thấy thằng 4 nó là kề của thằng 3, vậy nó được put vào trong queue. Khi đó nó lấy thằng front của thằng queue tại thời điểm này có mỗi thằng 4 ra. Sau đó nó duyệt kề của thằng 4, không còn thằng nào nữa. Nó lại nhảy sang vùng liên thông với y bằng 5. Y bằng 5, 5, 5 bị thăm rồi, y bằng 6, 6 thăm rồi, y bằng 7, 7 chưa thăm, put vào trong queue. Tương tự như vậy, pop nó ra luôn, đã thu được đỉnh 7. Khi y bằng 8 nhảy sang vùng liên thông mới, nó put thằng này vào, sau đó nó đánh dấu, xong nó lại pop nó ra luôn, đã thu được thằng 8. Đến thằng 9, nó nhảy vào thằng 9, thì nó duyệt kề của thằng 9, có thằng 11, nó đẩy put thằng 11 vào, nó put thằng 12 vào. Trước đó nó pop thằng 9 đi, vậy thì ta thu được đỉnh 9. Hai đỉnh 11, 12 thì theo thứ tự từ điển đã được sắp xếp thì thằng 11 nó được duyệt trước. Nó duyệt đến thằng 11. Nó có đẩy kề của 11. 11 có thằng 9 là kề nhưng mà kề này thăm rồi không tính. Nó ra duyệt tất cả thằng kề, hết 11 rồi, nó pop thằng 11 ra. Đến còn thằng 12 ở trong queue lấy nốt nó ra. Duyệt qua kề 12 không còn thằng nào, ta đưa đỉnh 12 ra. Đấy. Như vậy BBS nó chạy như thế. Các bạn nhé. Đấy. Vậy thì với cái tư tưởng như thế, thầy cho mình lại tiếp tục cài đặt. Thì ta nhận thấy rằng khi nãy ta ẩn cái dòng này đi thì B hiện nó lên. Đấy. Trong giải thuật BS thì ta khi BS đến một đỉnh nào đó, ta sẽ đẩy đỉnh đó vào trong queue và đánh dấu rằng đỉnh đó đã thăm rồi. Lấy cái đỉnh đầu tiên ở trong queue ra và đưa đỉnh đó ra. Đấy. Sau khi đưa đỉnh đó ra xong thì chạy hết được một cái thao tác này thì ta thu được một vùng liên thông. Vậy thì ta xuống dòng ở chỗ này. Và sell online. Hoặc là ta cũng có thể sell online ở đây cũng được. Sell online ở chỗ này cũng được. Ta có thể sell online ở đây. Hoặc là nếu mà giải thuật BBS các em không muốn sửa nhiều thì ở chương trình chính đây này. Duyệt qua tất cả các đỉnh. Và nếu đỉnh nào chưa thăm thì ta BBS đến đỉnh đấy. Sau khi BBS đến đỉnh đấy thì ta xuống dòng. Để thể hiện rằng ta đã đưa được tất cả các đỉnh trong vùng liên thông đấy ra. Và đấy. Mới như thế thôi. Rồi ta tiếp tục với cái như trên. Rồi ta xem nào. Về có hai bạn đã nộp bài thành công. Rồi xin mời Vũ Huy và Phát nhé, dành thời gian để cài đặt luôn. Nmax cái giá trị số lượng mà thầy khai báo nó hình như bằng 700 hay sao ấy. Nó bằng 700. Một cái đồ thị khoảng 700 đỉnh là cũng kinh khủng lắm rồi. Với một cái đề thi cấp tỉnh không tem không thể to như thế được. Rất ít thầy cô có thể xây dựng được một cái bộ tem lên đến 700 đỉnh mà đồ thị đúng được, rất khó. Trừ trường hợp là lấy bài mới, bài của người khác, còn bài xây dựng mới hoàn toàn thì không có. Thông thường thì với các bài tập đồ thị thầy không thích sử dụng bài tập của đồ thị của người khác. Mình tự nghĩ ra được mà. Rồi, như vậy ta sẽ thêm file input vào. Bài này là DFS vùng N vùng liên thông đuôi chấm INP. Rồi. Ta lấy test đề bài. Cái đầu tiên ta phải tôn trọng tác giả. Đó là ta lấy test đề bài ta chạy. Để kiểm tra xem giải thuật của mình có đúng không. Test đề bài có đúng không.
thêm nghĩ file input vào. Đấy. Ta thu được các vùng liên thông này. Ta có 1, 2, 5, 6, 10. Nhìn xem nào. 1, 2, 5, 6, 10, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12. Ồ, ngon rồi. Đấy. Vậy ta đã xong. Vậy thì ta sẽ cải tiến cái giải thuật ở đây. Thầy đang có ý tưởng rất lớn với cái trần nhà của thầy nên thầy gật gật gù gù như thế. Rồi bây giờ bài kế tiếp DMS vùng liên thông, để xem có bạn nào nộp bài nữa rồi nào. Bài này nó bắt đầu chữ D. DSN rồi. Thầy đã thu được bài của Chu Minh. À, Gia Huy có thể sửa trực tiếp từ bài trước nhé. Vũ Huy cũng thế, Phát đấy, chưa thấy Phát được bài. Cố gắng lên. Trong cái giai đoạn này thầy đang, thầy trò mình đang tích cực học. Dù rằng việc học trên trường rất vất vả. Vũ Huy hỏi ambiguous là cái gì đây? Vũ Huy có thể chia sẻ màn hình của mình em nhé. Để thầy và các bạn cùng xem sao. Em chia sẻ màn hình nhé. Bài làm của mình nhé. À, Vũ Huy xem màn hình nhé, tắt điện. Nhưng sao nó không share screen mà nó lại chụp cái gì thế này? Ờ, thế thế có vấn đề gì đâu nhỉ? Rồi cứ mạnh dạn đi xe để cho anh em nó xem code, sợ gì. Ơi.
Rồi, ta sang bài kế tiếp các em vẫn cốt nhé, để ta chạy tiến độ một tí. Có nhập việc chưa? Ngày đến nước không có tiền niềm đam mê của thành ạ. Thầy Vương gửi bài tập mới ở trong nhóm Zalo nhé. Ở bài tập mới của chúng ta là sẽ có nội dung là trong một cái đồ thị gồm có n đỉnh m cạnh, người ta yêu cầu là tìm cái tựa lưng của bố. Bố yêu con, hôm nay con phải uống hai hộp sữa nhé. Cái đó để bố dán xong bố treo lên tường đấy, không là bố làm xong này bố treo lên tường. Xem tay xem con này, tay chưa sạch. Ok, ngoài tao không nhé. Thế tối nay có ngồi các em ngủ các chân bố không? Bố kiểm tra. Bố nằm chỗ nào là cắt bố. Bố ơi, nằm chỗ nào là cắt bố. Ta thì bố đang dạy các anh tắt là tắt thế nào cơ. Thì nên bố cho mượn chuột. Giật mông là con thật. Yêu về. Rồi, ta sang nội dung bài kế tiếp nhé. Con này. Bài kế tiếp thì chồng mình sẽ có một cái bài là bài là tìm vùng liên thông có nhiều đỉnh nhất. Đề bài là cho một cái đồ thị bao gồm có n đỉnh m cạnh. Người ta yêu cầu là hãy liệt kê vùng liên thông có nhiều đỉnh nhất trong đồ thị. Cô con hay với cô con hay có con bài có bảy cái này xong rồi bên này còn thì thầy cô để cô cho các bạn vẽ đúng không? Cô có các bạn vẽ luôn à? Không khai mặt là buồn mà. Có con cái máy này để con cứ vẽ. Bây giờ vẽ luôn á? Được. Đâu cái mảng vi diễn mình dùng bình thường mà. Không lẽ em đặt tên biệt nó thành mảng khác đi cũng được. Rồi ta sẽ bắt đầu xem nhé. Đề bài là hãy liệt kê các vùng liên thông có nhiều đỉnh nhất trong đồ thị. Mỗi vùng liên thông có số lượng nhiều đỉnh nhất thì được tóm lại là nếu mà có nhiều vùng liên thông có cùng số lượng đỉnh thì liệt kê nó ra theo thứ tự từ điển. Ví dụ như ở đồ thị bên trên, nếu thầy nối thêm cạnh cái chỗ của Vũ Huy, em có thể thực hiện là ta có thể thực hiện khai báo nó tên biến mảng khác nhé. Nó đang là visit, đặt nó visit 1 chẳng hạn, nó khác ngay. Ví dụ như cái đồ thị thứ nhất thì nó có là 1, 2, 3, 4, 5 cạnh. Thì ở đây đồ thị thứ nhất là nó có 1, 2, 3, 4, là nó có tất cả là 5 cạnh. À nào, cái xin lỗi, 5 cạnh mà là 5 đỉnh.
Thì bây giờ nếu mà cái đồ thị này mà thầy nối cái thằng này với thằng này, thằng này với thằng này, thì cái đồ thị này cũng được là 5 đỉnh. Như vậy thì nếu mà ta B vết hay D vết trên cái đỉnh trên đồ thị này thì ta cũng sẽ được hai vùng liên thông có số lượng bằng nhau và số lượng đỉnh là nhiều nhất. Như thế thì ta cần phải có nhu cầu, ta có nhu cầu lưu các cái đỉnh này ra, và ta phải sẽ có nhu cầu lưu các cái dãy này. Vậy thì để lưu các cái dãy này thì ta có nhiều cách để lưu. Ta có thể sử dụng lưu nó dưới dạng là vector, dưới dạng là danh sách các cái đỉnh kề. Đấy. Tức là ta có thể sử dụng các cái vector để lưu nó lại. Đấy. Hoặc là ta có thể sử dụng một cái mảng kiểu vector. Đấy. Và khi đó ta sort cái mảng này lại. Đấy. Thì ta có thể đưa nó ra. Rồi bây giờ ta thử nghiệm luôn nhé. Cái bài này thầy cũng chưa sử dụng, chưa làm cái bộ test nào mà có hai vùng liên thông có cùng số lượng đỉnh là nhiều nhất. Vậy bây giờ ta cũng thử nghiệm luôn nhé. Thầy chưa làm nó lần nào. Thầy làm cùng các em, coi như làm mới đi. Nhưng mà đúng là làm mới thật. Rồi bây giờ như vậy thì bài toán là yêu cầu của nó ở chỗ này. Đấy, yêu cầu của nó rất chia là ngoằng ở chỗ đấy. Đề bài tóm lại là hãy liệt kê vùng liên thông có nhiều đỉnh nhất. Nếu mà nó cứ chỉ có một vùng liên thông có nhiều đỉnh nhất thì không sao, nó thật là nhẹ nhàng. Nhưng rõ ràng ta cần phải lưu được trọng số của nó là số lượng đỉnh nhiều nhất. Và thứ hai là danh sách các cái đỉnh nằm trong vùng liên thông đấy. Rồi, bây giờ ta sẽ thử nghĩ xem nào. Rồi, thầy sẽ sử dụng những mảng để lưu. Ok. Rồi, thầy sẽ nghĩ theo ý tưởng. Ý tưởng bằng BFS à? Ý tưởng bằng BFS từ từ. Đây thầy lấy cái bài phía dưới này lên để lấy cái form của nó. Sửa cho nó nhanh. Đếm số liệt kê các vùng liên thông có nhiều đỉnh nhất. Ồ, bài này rất chi là hay đấy. Bởi vì khi nó có nhiều nghiệm thì rất hay. Đây là theo BFS. À, đây là DFS. Rồi, bây giờ thầy cho mình sẽ cài ra BFS nhé. Là 10 giờ rồi. Làm nhanh không hết mất thời gian học. Thầy cho mình. Nên nó báo gì đây? Còn thoải mái thời gian. Tới thời điểm này. Bài thứ hai DFS ở vùng liên thông các em sẽ cài đặt sau hoặc là các em cài đặt luôn nhé. Gia Huy cũng tích cực nhé. Vũ Huy, Phát, chưa thấy Phát nộp bài nào. Và chăng Phát lại đang bận đi học thêm. Cố gắng làm bài theo đầy đủ nhé. Ta có N đỉnh M cạnh. Rồi. Đưa ra số lượng đỉnh nhiều nhất và các vùng liên thông có nhiều đỉnh nhất. Vui rất tốt, cố gắng lên. Đấy, bài cốt, nguyên cốt của bài đó sửa thành bài 2 vui nhé. Nguyên cốt bài đấy sửa thành bài 2 thì nó chỉ khác là có mỗi chỗ là ở bài 2 thì ta không đếm số lượng vùng liên thông nữa, mà ta sẽ thực hiện cái công việc là đến đỉnh nào ta sẽ xeo đỉnh đấy ra luôn. Đấy, sau khi xeo hết một cái vùng liên thông thì ta xeo endline ở trong thủ tục đấy, hoặc là xeo ở ngoài chương trình chính nhé. Vui được đấy. Đây, bài khó hơn là bài của bài thầy vừa gửi đề ở trong nhóm Zalo đấy. Bao gồm chọn đề bài trong một cái đồ thị hay liệt kê tất cả các cái vùng liên thông có nhiều đỉnh nhất. Đấy. Theo thứ tự từ điển. Vậy thì bài này bước 1 nhập dữ liệu, bước 2 sắp xếp các đỉnh, bước thứ 2 ta khởi tạo đỉnh, sau đó ta duyệt qua tất cả các đỉnh để ta BFS đến các đỉnh đấy. Khi ta thực hiện BFS ở cái vùng này thì ta sẽ thực hiện thu được cái mảng A, thu được mảng gì bây giờ nhỉ? Mảng A là vector lưu, mảng A lưu gọi là các đỉnh
mảng đi dạng vector mà mỗi phân tử lưu một vùng liên thông. Đấy. Đấy, như vậy thì nhìn đây thì các bạn nhận thấy ta mà tổ chức được như này thì tuyệt vời quá. Ta BFS thằng Y với mỗi thằng BFS đi thì thầy thu được một cái mảng là AK đi, mảng này nó có K phần tử dạng vector mà mỗi phần tử lưu một vùng liên thông. Sau đó thì ta nhận thấy rằng là ta cần phải sắp xếp các vùng liên thông theo tiêu chí kích thước. Ta sắp xếp cái vùng liên thông này, ta sắp xếp một cái mảng A theo tiêu chí về kích thước. Ông Vũ Huy này lằng ngoằng quá. Sắp xếp mảng này theo kích thước thì mình có thể dùng, bởi vì số lượng vùng liên thông nó cũng ngắn, mình dùng bubble sort cũng được thôi, không phải nản. Kiểu đề không khó, khó quá ta bỏ đấy, thế là không được. Sau khi sắp xếp các vùng liên thông theo tiêu chí này thì ta nhận thấy rằng ta sẽ thực hiện cái việc là duyệt y chạy từ 1 cho đến k trừ 1, ta duyệt theo đúng tư tưởng duyệt sắp xếp nổi bọt g chạy từ y cộng 1 cho đến k, trong đó k là số lượng vùng liên thông. Thì khi đó nếu cái thằng ai chấm sai mà nhỏ hơn lớn hơn thằng az chấm sai, trong đó ai az đó là mỗi các vector lưu mà mỗi phần tử của nó là một vector đấy. Nếu mà cái số lượng của thằng này mà nhiều hơn số lượng thằng kia thì swap hai thằng này cho nhau, ta đổi chỗ hai thằng này cho nhau. Không biết nó có chạy không, nhưng mà ý tưởng của thầy là như thế. Tí nữa thầy thì cài đặt, thầy chưa cài đặt theo cách như này. Thì khi đó, đây ta đổi chỗ lại, ta sắp xếp nó theo chiều giảm dần đi. Sắp xếp giảm dần. Khi sắp xếp giảm dần ấy, thì những cái thằng lớn nhất nó sẽ nổi lên trên. Nhá. Các thằng lớn nhất nó sẽ nổi lên trên. Trên thực tế thì ta có thể sử dụng thằng priority queue để đẩy priority queue mà mỗi thằng là một vector, ta đẩy nó vào, đẩy luôn cả thằng chấm sai vào. Nhưng ở đây thì ta dùng priority queue chưa quen thì ta sẽ sử dụng thằng mảng kiểu vector cũng được. Thằng priority queue nó có một cái ưu điểm rất hay, đó là khi ta đẩy nó vào trong đẩy nó vào các phần tử vào ấy, thì các phần tử đó nó tự sort ra luôn. Chi phí là mất lốc của độ cao của cái queue đấy. Thôi tóm lại ta cốt nhanh không tí nữa không có được. Vậy thì khi đó các cái phần tử ta lấy các phần tử khi đó ta sẽ thực hiện đưa cái phần tử đầu tiên của thằng Q thì ta sẽ đưa cái thằng A1 chấm sai ra là số lượng vùng liên thông. Chào anh. Xe máy của bố đang kêu đâu đấy? Rồi rồi. Tao đâu có bảo là lúc hỏi thì bảo là không có như này, thầy bỏ cái kiểu gì nhá. Biết đâu. Đứng dậy. Lấy cho mà nó rồi lên rồi đấy. Tao cầm xếp thì bạn. Mày có thật mày không cưới anh không? Tối hôm qua sáng hôm qua mày ngồi lên tối hôm qua mày tai nghe mày bụng tắm. Tháng dậy mày gọi mày tai nghe mày bụng tắm ở tai. Mày đang xem bên kia cái gì hả? Đọc cầm đi nhá.
Rồi ta tiếp tục nhé. Thì khi khi đó thì ta lần lượt ta duyệt từ 1 cho đến K. Khi đó nếu mà cái thằng các cái đỉnh ở phía bên trên đã nổi lên trên ấy, thì nó là chính là các cái đỉnh mà có các cái vùng liên thông. Từ đỉnh thứ hai trở đi. Đưa cái thằng này thì đặt nó bằng P này ra mà bằng thằng P. Đưa cái từ A thứ gì ra. Để đưa vector AI ra thì ta for auto trên cái vector đấy, ta đưa các phần tử của nó ra là được. Rồi bây giờ với cái ý tưởng lòng vòng như trên, bây giờ vấn đề cài đặt thành công hay không là do năng lực của thầy trò mình thôi. Thôi bây giờ thầy trò Vân Đình Nhiệm vẫn phải mạnh dạn. Dù khó Vũ Huy có thể đăng chế tính bài chuồn nhưng mà không thể thành công được. Chuồn thế nào được? Ta phải bắt đầu cài đặt thôi. Các em nhé. Rồi, mình làm sao mà cài đặt được thành công, đó lại là câu chuyện rất dài. Rồi bây giờ ta sẽ lấy cái code BFS nào đấy. Bài này tên nó là bài gì nhỉ? DFS. À quên. Như thầy đang làm. Bài DFSM vùng liên thông. DFSM vùng liên thông. Rồi ta lại lấy luôn cái cốt cũ nhé các em. Ta xử lý phần cải tiến thôi cho nó nhanh.
Rồi ta tiếp tục nào. Bài là DSSMVLT đúng không? À, đồ DFSM M. Bài này là tìm vùng liên thông có nhiều đỉnh nhất, đưa ra số lượng đỉnh nhiều nhất tìm được. Vậy thì ta sẽ bước 1 xây dựng đồ thị này. Bước thứ 2 ta BFS đến các đỉnh này. Sau khi BFS đến các đỉnh thì ta thu được một vùng liên thông này. Rồi, ok. Như vậy ở đây ta sẽ ở trong giải thuật BFS đến các đỉnh, mình sẽ thực hiện công việc duyệt theo BFS cơ bản, bỏ cái đỉnh U này đi. Bây giờ ta không xe U nữa mà ta có U là một đỉnh. Như vậy thì mình sẽ tạo ra một cái đỉnh mới. Tạo ra một đỉnh mới. Mình put nó vào. Tạo ra một đỉnh mới. Và put nó vào. Vậy thì chỗ này ra ca cộng cộng. Khi mỗi lần BFS đến một đỉnh nào đó thì ta cấp phát một phần tử mới và gắn A chấm K. Cái vào một cái mảng A, vector A. Khai báo một cái biến k để lưu số lượng bị phần tử của mảng A, số lượng A. Sao nó không đề xuất nhỉ? Nhưng mà nó phải chấm cút bay chứ nhỉ? À, chắc là nó chán thầy quá, nó chẳng muốn đề xuất nữa. A chấm k chấm cút bay. Khoảng cách từ mắt đến điện thoại cho anh ơi. Bố chưa thấy đứa nào tiếng Anh mà chân tay nằm hình chữ X như thế đâu con ạ. Không chui vào trong nhá, nhìn ngồi trong tối hỏng mắt đấy con nhé. Bỏ ra. Chuẩn bị ăn dết rồi đấy. Ta đẩy nó vào. Ta đẩy U vào trong phần tử này. Như vậy ta thu được một mảng A. Rồi cấp phát một phần tử mới. Khi BFS thì cứ đẩy nó vào trong vị trí thứ K. A của K. Như vậy thằng A này là một vector. Rồi. Cần thiết thì nữa mình sort thằng A ra. Đấy, như vậy ta thu được bằng A rồi. K và N phải tạo bằng 0, cấp phát một phần tử mới, nối nó vào thành một vector dài lòng ngoằng. Rồi từ từ như vậy, chạy đi chạy lại. Ok. Chạy đi chạy lại. Tới đây ta thu được một cái thằng mảng A có K phần tử. Bây giờ ta sẽ thực hiện như để ý tưởng giải thuật khi nãy là ta làm như thế nào nhỉ? Sắp xếp mảng K. Biết ta có sort nó được không nhỉ? Để thử sort nó các phần tử. Nhưng mảng A này. Các bạn này thầy thử tí thử sort theo kiểu này nó có được không nhé? Thầy chưa thử sort cái mảng kiểu vector bao giờ. Ồ, vẫn được em ạ. Tí nữa ta... Rồi ta sort theo có kiểu compare đi. Mỗi phần tử của nó là một cái vector. Thì nếu mà thằng U chấm sai mà lớn hơn thằng V chấm sai đổi chỗ thằng U thì return true.
Rồi, thì tí nữa mình sort ra kiểu sort theo theo thằng copy này xem sao. Rồi như vậy bây giờ ta thu được mảng A có k phần tử mà mỗi phần tử là một vector đã được sắp xếp giảm dần. Ta cho y chạy từ k đầu dãy về cuối dãy. Theo nếu à, cái thằng đầu tiên là ta gắn bằng A1 chấm sai. Thằng đầu tiên sau khi sắp xếp giảm dần thì thằng đó là thằng có nhiều phần tử nhất. Và số lượng vừa đỉnh trong vùng liên thông đó chính là bằng kích thước của vector đấy. Nếu ai có giá trị bằng 1, như vậy thì ta phôi sẽ từ 1, bởi vì cái vector đầu tiên vẫn là nghiệm. Nếu ai chấm sai và bằng thằng P thì ta đưa vector đấy ra. Vector thứ sau khi đưa hết cấu hình này ra thì ta cell and line để đưa ra cấu hình kế tiếp. Rồi để chạy xem nó có bao lỗi gì không đã. Đấy, chưa thử cài đặt nó theo hướng này bao giờ. Nếu u chấm sai lớn v chuyện nó sai nó báo return. Dấu dấu đóng ngoặc. Rồi, ta thử chạy xem nó chạy không nhé. Để vùng liên thông thử nghiệm xem, đó là ý tưởng thôi, bởi vì mình có ý tưởng mình làm mà. Còn nó đúng hay không thì đó là câu chuyện khác. Chạy lại tiếp đề bài. Nó ra 1 2 5 6 10. 1 2 5 6 10 đúng không? 1 2 5 6 10 là vùng liên thông nhiều nhất rồi. Ta chưa xem ra cái trọng số. Đây. À, và đây là thầy đang thử nghiệm này. Rồi vậy thầy thử nối cái cạnh. Bây giờ nối, thầy nối thằng thêm một cạnh nhé, 3 nối với 12 nhé, vậy tăng thêm một cạnh có 8 cạnh, nối cạnh 3 với đỉnh 12 thì xem nó có ra được hai vùng liên thông có nhiều đỉnh nhất không. Đấy các bạn, nó đưa ra được hai vùng liên thông có nhiều đỉnh nhất. Ồ, cuối cùng mình cũng đã thành công. Ơ nhưng mà sao đỉnh của nó chưa được sót nhỉ? Đây, các đỉnh trong vùng liên thông này nó chưa được sót. Như vậy thì khi chấm nó chắc chắn sẽ bị sai. Do đó ta cần phải sót các cái vector này trên cái đỉnh đã được đẩy vào trong vector đấy. Đây. Như vậy thì ta cần phải thêm một cái bước là sắp xếp. Đúng nhỉ?
Đây, đây là ta đang sắp xếp các vector giảm dần. Nhưng mà trước đó thì mình cần có thêm một cái thao tác là sau đó thực hiện kế tiếp là sắp xếp lại các vector. Tăng dần. Về việc sắp xếp các đỉnh trong vector tăng dần thì ta rất đơn giản. Ta sẽ thực hiện là duyệt y chạy từ 1 cho tới k. Thì đến với mỗi thằng ấy thì ta sẽ gọi giải thuật là sắp xếp mảng cái vector thứ y chấm begin và tới vector thứ y chấm end. Về điều đấy. Đấy, ta sắp xếp nó lại để tí nữa trong quá trình mình lần lượt. Đây là ta sắp xếp cái vector nhé. Sau khi thực hiện công việc này, ta sẽ thực hiện và sắp xếp các mục đích trong vùng liên thông. Thì ta sẽ thực hiện là ta có tất cả là k vùng liên thông mà. Thằng k này lấy đâu ra nhỉ? K công cộng này, k là số lượng vùng liên thông này rồi. Ta gọi giải thuật sort mà vector thứ y với vector thứ y sắp từ đầu vector đến cuối vector. Rồi sau đó ta sẽ sắp xếp các vùng liên thông giảm dần theo số đỉnh. Như vậy thì sau khi sắp xếp giảm dần thì cái vùng liên thông nhiều đỉnh nhất nó sẽ là thằng đầu tiên. Đấy. Nhiều đỉnh nhất. Đấy. Sau đó đưa các cái đỉnh mà có cùng liên thông ra. Để thử chạy lại xem sao. Lát quá. Đấy, các bạn thấy các đỉnh của nó đã được sắp xếp ra 3, 4, 9, 11, 12. Ta nhìn lại sau nhé. Các đỉnh sau khi nối xong là nó nối với thằng 3, 4 này thì 3, 4 này, 9 này, 11, 12. Đấy, nếu mà thầy nối cạnh 3 với cạnh 12 ấy. Rồi, như vậy thầy cho mình đã giải quyết xong cái bài toán trên theo cái tư tưởng là bằng giải thuật BFS. Vừa rồi thì thầy đang sử dụng một loạt các cái kỹ thuật cài đặt để cho các em có thể sử dụng được. Lâu lâu thì thầy không cài đặt theo cái hướng kiểu như thế này. Tuy nhiên thì qua cách cài đặt như trên thì các bạn nhận thấy rằng là để làm được với một cái bài tập thì ta nên sử dụng thành thạo các cái kiểu dữ liệu, các cái thủ thuật cơ bản nhé, để giải quyết được các bài toán của mình. Vậy thì ta sẽ sang phần thứ nhất. Thầy sẽ giới các em có thể làm bản đồ bài lên luôn nhé. Bài này có test rồi. Tí nữa thầy sẽ gửi thêm một số các bài tập mới để các em có thể vận dụng giải thuật BFS. Ta tới 49 này. Các đây để các bạn tránh nhầm lẫn. Thứ tự các ảnh tương ứng với cái đoạn code như trên. Như vậy thì vừa rồi thì thầy trò mình đã trải nghiệm qua một cái rất hay là ta sử dụng giải thuật BFS để ta duyệt qua các đỉnh trên đồ thị. Với mỗi đỉnh trên đồ thị thì sẽ lưu nó vào trong một cái vector. Mỗi vùng liên thông sẽ lưu vào một vector.
Sau đó thầy sẽ đưa, sẽ sắp xếp. Đấy, cái này là ta sẽ thực hiện là thao tác này là sắp xếp các cái đỉnh kề của để trong cái quá trình mình BBS mình thực tế sắp xếp chỗ này cũng được, hoặc là tí nữa mình đến cái quá trình BBS kia ta sắp xếp lại cũng được. Rồi duyệt qua tất cả các vùng liên thông, cứ với mỗi vùng liên thông thì ta đi vào vùng đó và BFS vào vùng đấy. Khi ta BFS vào một vùng nào đó thì ta sẽ thực hiện cái công việc là đẩy cái đỉnh đây, đẩy cái đỉnh nó vào trong queue. Và khi đẩy một đỉnh vào trong queue thì rõ ràng cái đỉnh đó là bắt đầu cho một vùng liên thông mới. Vậy thầy cấp phát một vùng liên thông mới và thầy lưu ở cái vị trí A của thằng K đó, lần lượt đẩy vào các thằng pullback các cái đỉnh trong vùng liên thông vào. Vậy với một A1 thì sẽ nối các cái đỉnh vào, sau đó tí nữa xuống A2 nó lại nối các đỉnh vào. Vậy thì với mỗi phần tử AI nó sẽ lưu các đỉnh trên một vùng liên thông, AI lưu các đỉnh trên vùng liên thông. Ta cảm giác nó như mạng hai chiều ấy. Sau đó ta sẽ thực hiện là tiếp theo giải thuật BFS. Sau khi giải thuật BFS với một đỉnh I nào xong, ta thu được một vùng liên thông, ta lưu vào thằng AK. Khi ta sắp xếp một cái vùng liên thông theo chiều giảm dần thì ta sử dụng một cái tham số compare để giải thuật ta sắp xếp. Đấy. Thì ta sắp xếp một mảng A có K phần tử theo chiều giảm dần thì thầy thêm một cái tham số compare vào đây. Tham số compare nó trả về giá trị chu bởi vì mình đang sắp xếp mảng A mà mỗi phần tử là một vector, và tiêu chí sắp xếp đó là sắp xếp là nếu thằng nào mà đứng trước có kích thước lớn hơn thì sẽ được ném ra đầu dãy số, nên nếu AU chấm lớn hơn AC thì ta return true, ngược lại ta return false. Các bạn nhớ cách sử dụng cái thằng compare này nhé. Và từ đó thì sau khi thực hiện BFS xong, ta thu được các mảng, các vector, ta sắp xếp các vùng liên thông theo chiều giảm dần. Các đỉnh, các vùng liên thông có nhiều đỉnh hơn nó sẽ nổi lên trên. Đây chính là một trong những cái mà ta chưa dùng đến priority queue ấy, thì nó sẽ tự là thực hiện công việc này luôn. Put vào và nổi lên trên, put vào và nổi trên lên trên. Đấy. Sau khi sắp xếp xong thì ta sẽ nhận thấy cái thằng nổi lên trên cùng thì đó chính là thằng có nhiều vùng liên thông nhất. Đấy. Ta lưu nó vào biến và ta đưa số lượng vùng liên thông ra. Số lượng đỉnh trong vùng liên thông có nhiều đỉnh nhất ra và ta sẽ thực hiện các yêu cầu như trên. Rồi sau khi thực hiện yêu cầu trên là ta đã giải quyết xong được bài toán này rồi. Đấy, như vậy thì các bạn nhận thấy rằng giải thuật BFS của chúng ta làm được rất nhiều việc hay các em nhé. Sau đây thầy sẽ gửi tiếp các bài tập về giải thuật BFS để các em vận dụng giải thuật BFS giải quyết các bài toán mới. Bởi vì cái thời điểm trước ta học qua phần này rồi nhưng các em mới giải thuật sử dụng giải thuật BFS. Vậy thì cái bài toán kế tiếp của chúng ta, Vũ Huy yên tâm nhé, bài tập nó sẽ không khó đâu nên không sợ phải bỏ qua. Rồi Phát và Chu Minh và Gia Huy và Vũ Huy hãy cố gắng hoàn thiện các cái bài tập này. Đấy. Bài thứ nhất. Bài thứ hai là tìm đường đi từ đỉnh S cho đến đỉnh T. Đấy, cái bài từ đường đi đến đỉnh S cho đến đỉnh T thì có bạn hỏi, thưa thầy thì em đánh truy vết như thế nào trên giải thuật BFS? Ta nhận thấy rằng khi mà ta BFS đến một cái đỉnh nào đó ấy, thì ta đánh dấu rằng đỉnh V đã đi đến. Vậy thì nếu mà muốn truy vết thì các bạn lấy rằng là để đi đến được đỉnh V thì ta phải đi qua đỉnh U. Đấy. Thì ta lấy rằng chê V bằng U. Đấy. Các em có thể đấy. Và tí nữa mình truy vết ra thì theo đúng cái tinh thần của thằng truy vết thì mình gắn U bằng chê của U. Chúng ta ban đầu ta lấy đỉnh đầu tiên là đỉnh start, vì mình muốn đi đến một cái đỉnh S nào thì chừng nào mà nó đang khác đỉnh finish thì ta lần lượt đưa nó ra thôi. Nên việc đánh dấu truy vết trong BFS nó đánh dấu ở vị trí này các em nhé.
ta đi từ đường đỉnh U đến đỉnh V, nếu tồn tại được đi từ U đến V thì đánh dấu đỉnh V đã đi đến, và để đi đến đỉnh V thì ta phải đi qua đỉnh U. Ta đánh chơi của nó như thế này nhé. Nên ở cái bài kế tiếp là tìm đường đi từ đỉnh S đến đỉnh T thông qua giải thuật BFS nhé. Em nhé. Em nhớ làm bài này theo BFS. Và bài kế tiếp nữa. Và bài xây cầu, bài Bringer. Các bộ test của các bài này đều là bộ test như nhau nhé, nhưng mà output nó khác nhau. Mẹ này khá hay đấy. Được rồi, thôi các cái bài tập này hôm sau ta sẽ tiếp tục. Trên đây là cái bài tập về nhà. Thì các em hãy cố gắng hoàn thành làm các cái bài tập về nhà này bằng cái giải thuật BFS nhé. Như vậy tới thời điểm hôm nay thì thầy trò mình đã giải quyết cái giải thuật BFS để giải quyết một số các cái bài toán có thể theo tinh thần duyệt tìm kiếm trên đồ thị, tìm kiếm ưu tiên theo chiều rộng BFS. Và tới thời điểm này thầy tin chắc rằng các em đã khắc sâu được cái giải thuật tìm kiếm theo chiều rộng rồi. Ở buổi học tới thầy cho mình sẽ giải quyết thêm một vài bài tập về duyệt đồ thị theo chiều rộng, và ta sẽ chuyển sang các chủ đề đồ thị kế tiếp nhé. Tất cả các nội dung của chúng ta đang xoay quanh các bài toán đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh và các thi lập đội tuyển. Và ở cái mức độ cao hơn nữa thì ta sẽ có các bài tập phía sau, nhưng mong muốn với thầy là các em đi thi đầu tiên phải cố gắng đạt được giải có số của giải cấp tỉnh, chứ không muốn nói là phải giải cao nhất trong các kỳ thi. Rồi hôm nay thầy cho mình nghỉ tới đây nhé, bây giờ chúng ta cũng học được 2 tiếng rồi, bây giờ là 8:30 rồi, 10:30 rồi. Thầy chào các em, thầy cảm ơn Huy, Gia Huy, Minh, Chu Minh, Vũ Huy và Ngọc Phát đã học hôm nay. Các em nhớ hoàn thành lượng bài tập đã giao nhé. Video bài giảng ngày mai thầy sẽ đăng trên kênh YouTube Đặng Tuấn Thành. Các bạn nhớ xem lại video bài giảng hoặc là các bạn vắng buổi học này. Rồi, thầy chào các em. Thầy chào Chu Minh. Thầy chào Vũ Huy, chào Ngọc Phát. Phát cố gắng làm bài tập nhé. Thầy.